Vâng, xin chào các bác đang xem video của Hoàng Tuấn Audio. Thì video ngày hôm nay em lên cho các bác một em dàn đại Kenwood làm gì. Em này thì cực đẹp luôn, đen bóng như châu đất các bác nhá. Em này thì khủng lắm các bác. Và một em Panasonic BMX 100 cũng đen bóng piano. Và hai em Yamaha rất nhiều màu sắc đấy nhá. Ba em các bác, một em phun thùng xốp, một em màu đỏ, một em màu trắng các bác nhá. Nghe hay bài đẹp. Đặc biệt về được một em chống cơm của thương hiệu Victor. Em này thì size rất là khủng các bác nhá. Size lớn nhất trong dòng chống cơm. Em này thuộc dạng cối á. Thì em này thì chắc là rất nhiều bác thích, tại vì em nó có rất nhiều chức năng. CD, cassette, FM. FM thì full 108. Như các bác thấy thì hai bên là hai quả súp 18 các bác nhá, hai quả súp 18 lận. Rất là gấu luôn. Và một em Boss Wave thì em này chạy full chức năng và thanh lý hai cặp loa Boss luôn các bác nhá. Các bác nhớ đăng ký kênh để khi em lên video mới thì các bác tiện theo dõi. Vâng, mã số 1 em Boss Wave các bác nhá. Em này thì về là màu xám ghi. Về kèm khiển zin này các bác. Rất là đẹp luôn. Em này màu ghi các bác nhá. Chạy full chức năng. CD, điện thoại, TV, FM của em này thì đến 90 các bác nhá. Em này đặc biệt là được hãng thiết kế ống thông hơi, cấu hình nhỏ gọn nho cho tiếng bass rất là sâu, trầm ấm các bác nhá. Em nó màu xám ghi này. Em này là hàng sử dụng điện 100V các bác. Em này còn khá là đẹp. Công suất của em nó là công suất là 60W các bác nhá. Công suất là 60W, mắc in USA này. Đấy, em này thì nghe chất âm cực kỳ hay luôn. Đấy, hai bát hai bên. Con này thì mắt đọc rất là tốt các bác nhá. Mắt đọc rất là tốt. Em test cái CD chợ này các bác. CD mắt xước như thế này mà em nó đọc lướt qua bình thường luôn. Chứng tỏ em này đọc rất là tốt này. Đấy, có sao nói vậy các bác nhá. Đấy, lúc trước thì về có con nào mắt hư thì báo mắt hư. Tiếng trầm rất là mềm mại các bác nhá. Mình về thành phố đây rồi, chốn ăn chốn vui lạ mặt, cho bỏ gian lao ngần này phê sóng chơi, dù phong sương đầy áo mà lòng nghe ước muốn lên cao. Đi lính xa lách bài này. Đĩa số mà lách phát là chạy luôn các nhá. Đĩa xước như vậy mà bật phát là ăn luôn, bật phát là ăn luôn, mắt đọc rất là tốt. Đấy, CD ok này, các bác nghe nhạc điện thoại TV tiếng AUX cho giúp em nha các bác nhé. Em này mã số 1 chạy full chức năng điện thoại TV CD. FM này 90 nhá. Mã số 1 này vẫn mức giá cũ các bác. 4 triệu đồng. Rất là đẹp, Boss Wave. Rồi tiếp tục sang mã số 2. Vâng, mã số 2 em sẽ thanh lý hai cặp loa Boss Wave các bác nhé. Và hai cục nguồn luôn. Về thì nó bị hư hỏng thì em tháo ra bán đồ các bác nhé. Đây là loa, loa và ống thông hơi của nó các bác. Ống thông hơi mà trận đây, dây rắc còn nguyên các bác nhé. Bác về có thể ghép dàn hoặc là độ chế được hết nhá. Chất âm thì các bác cũng vừa nghe video trước rồi, cực kỳ là hay. Loa nhỏ nhưng mà cho tiếng bass rất là sâu nhá. Trong là ống hơi mà trận này các bác nhìn thấy đường vòng 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 không? Ống hơi là chạy á. Thì em sẽ thanh lý là một bộ loa như thế này là 550 các bác nhá. Hai bộ là 1,1 triệu. Bác nào lấy cả hai thì tính 1 triệu thôi. Đấy, còn rất là đẹp luôn. Đấy, nó về nó bị hư đi kiện. Em này thì cục nguồn đây, cục nguồn còn zin nhá các bác nhá. Cục nguồn zin của Boss Wave. Đấy, dây rắc đầy đủ. Thì cục nguồn này em thanh lý là 300.000 một cục. Đấy, bác nào mà có bị cháy á thì alo em nhá. Đấy, nguồn zin em test rồi. Rất là dùng rất là tốt luôn. Đấy. Cái này là mua lẻ 550 một cục, nguyên bộ là 1 triệu nhá. Còn cái này là 300.000 một cục nguồn nhá các bác nhá. Cục nguồn Boss Wave. Rồi tiếp tục sang mã số 3. Vâng, mã số 3 tiếp tục là một em Yamaha các bác nhá. Em này có mã là Yamaha 040 này. Em này về cũng là rất là đẹp luôn, chạy full chức năng.
CD, USB, điện thoại, TV. Đấy, loa thì rất là đẹp, loa màu trắng các nhá. Em này thì được trang bị một loa bát toàn giải 10cm. Đây là cái mặt này của nó bằng kim loại các nhá. Đấy, mặt đây cũng bằng kim loại hết này. Xung quanh là màu trắng là bằng kim loại hết nhá các anh. Rất là đẹp. Em này thì loa toàn giải, nghe rất là ấm áp. Như các bác thấy thì cái hậu của em nó rất là sâu nhá. Hậu này nó khoảng tầm 30. Đấy, công suất cũng khủng khủng luôn. Công suất maximum là 90W một loa này. Nguyên bộ là 180W các bác nhá. Đấy, nhỏ nhưng mà có chất âm cực kỳ là hay. Các bác có thể nghe phòng 25-30m2 ok. Đấy, loa thì còn vuông thanh sắt cạnh nhá. Đấy, hàng tuyển chọn. Đọc đĩa CD rất là tốt. Các bác có thể kết nối điện thoại, TV, máy tính được nhá. Đấy, rồi tiếp đoạn nhạc CD này. Trên khiển thì nó có cả chỉnh bát chép các bác nhá. Đấy, ấn cái nút này cho em này. Ấn cái nút này rồi kéo xuống. Đấy, chép này, bát này. Đấy, em đã chỉnh sẵn rồi. Đấy, tiếp một đoạn nhạc CD này. Tiếng rất ấm. Lại chuyện hai chúng bài này. Mắt đọc rất là tốt các anh nhé. Âm thanh rất là chi tiết, hay loa toàn giải. Em này, mã số 3 có mức giá là 3 triệu các anh nhé. 3 triệu tặng kèm một CD, một thiết bị USB Bluetooth này và đã bao gồm phí ship các anh nhé. Rất là hay, rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục sang mã số 4. Vâng, mã số 4 tiếp tục là em Yamaha 040 các bác nhá. Em này là một màu đỏ này rất là hiếm các bác nhá. Các bác thường gọi là đỏ hoa hồng hoặc là đỏ ớt gì cũng vậy các bác nhá. Em màu đỏ này rất là hiếm, về còn cả khiển sách này. Đấy, catalog đầy đủ luôn, em này còn rất là đẹp. Em này là hàng nội địa, chạy điện 100V các bác nhá. Cũng chạy các chức năng là CD, USB, điện thoại, TV. Đấy, trên này thì có đốc cắm iPhone 4 hoặc cắm AirPods các bác nhá. Đấy. Màu đỏ hoa hồng, đỏ ớt, đỏ phong thủy các bác. Đấy, loa thì trang bị cũng là loa toàn giải. Đấy, bên này cũng là kim loại luôn, vòng quanh này kim loại màu đỏ anh có nhá. Cái hậu rất là sâu, loa cũng còn rất là mới và đẹp luôn. Đấy, công suất cũng như con trắng kia. Đấy, 180W các bác nhá. Các bác có thể nghe phòng 25-30m2 ok. Đấy, rất là đẹp, màu đỏ này rất là hiếm. Đấy, các bác có thể để phòng khách, phòng ngủ, phòng làm việc hay văn phòng đều được các bác nhá. Trưng bày đề co quán cũng rất là đẹp luôn. Đấy, chép nhạc, nghe nhạc USB này cũng cực kỳ là hay. Đấy, kích thước của em nó là size ngang khoảng tầm 44 các bác nhá. Chiều cao khoảng tầm 12. Đấy, rồi tiếp một đoạn nhạc là CD này. Em này cũng chạy full chức năng. Mắt đọc rất là tốt các bác nhá. Nhỏ nhưng mà âm thanh rất là chi tiết. Đấy, bát chép đầy đủ, loa toàn giải các bác. Đấy, công suất này em mới mở tới 40 này, nó đã lớn như vậy rồi. Con này maximum là công suất volume lên tới 60 các bác nhé. Đấy, mã số 4 em này màu đỏ, rất là đẹp, rất là hiếm thì có mức giá là 3,5 triệu các bác nhé. Em này thì chênh với con màu trắng là 500.000. Đấy, thật ra em mua là chênh tận 600.000 đó, nhưng mà làm tròn là 3,5 triệu nhé. Đấy, màu đỏ thì cái màu này rất là đẹp, giá nó có nhỉnh hơn các bác. Đấy, em mua đã nhỉnh hơn rồi, chứ không phải tự em đẩy giá đâu. Rồi em tiếp tục sang mã số 5. Vâng, mã số 5 tiếp tục là em Yamaha 040. Em này màu xám ghi các bác nhá. Về còn full thùng xốp này.
Đấy, nguyên đủ phụ kiện là Catolo các bác. Đấy, khiển sách đầy đủ nhá. Đấy, em sẽ khui ra các bác cùng ở chiêm ngưỡng. Vâng, đây là cô Huỳnh khi em mà khui ra này các bác. Em một màu xám ghi. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Em này thì mới phun thùng xốp này. Thùng này cũng còn rất là đẹp. Đấy, các bác về có thể mua tặng hoặc sưu tầm được nhá. Đấy, sách vở Catolo này các bác, khiển zin nhá các bác nhá. Đấy, quay một vòng các bác này, mới em này dường như là chưa sử dụng luôn. Đấy, đẹp keng sờ beng các bác nhá. Đấy, CD đang chạy này, đã test ok hết rồi. Đấy, quay chi tiết các bác luôn này, chưa vệ sinh gì đấy. Quay mắt thấy tay nghe, nhận hàng các bác được kiểm tra hàng. Và tất cả những mặt hàng bên em bán ra đều có bảo hành 6 tháng nhá. Đấy, mã số 5, đấy, em này thì còn phun thùng xốp rất là đẹp. Có mức giá là 3.500.000 đồng các bác nhá. Đấy, các bác thích màu nào cũng được, màu trắng, màu đỏ, màu ghi thì alo em nhé. Mã số 5 Yamaha 040. Đấy, 3.500.000 đã bao gồm phí ship và tặng một CD và một USB thiết bị kết nối Bluetooth không dây các bác nhé. Đấy, em này cũng rất là đẹp luôn. Rồi tiếp tục sang mã số 6. Vâng, mã số 6 tiếp tục là em chống cơm của thương hiệu Victor các bác nhé. Em này có mã là X70. Em này màu xám rất là đẹp luôn. Đấy, có cả quai đeo này các bác. Đấy, các bác nhìn thấy không? Em nói là rất là gấu luôn. Đấy, hai súp ở bên hông các bác nhá. Hai loa màu xám ghi. Em này thì chạy các chức năng là CD, cassette, điện thoại, TV, FM thì full 108 nhá. Cái màn hình màu cam rất là nổi. Đấy, các bác có thể trưng bày ở phòng khách hay mang đi ra ngoài đều được nhá. Em này nếu mang đi ra ngoài thì sử dụng pin đại các bác. Đấy, quay một vòng rồi em sẽ test chức năng sau. Đấy, đây là súp đây các bác. Mỗi bên sử dụng một loa súp 18 nhá các bác nhá. Đánh rất là lực luôn. Đấy, em này gấu lắm. Đấy, anten này các bác. Đấy, đằng sau em này còn quá là mới các bác. Đấy, đây là em này có cổng AUX này. Đấy, có cổng microphone này các bác có thể chơi nhạc guitar vào đây được nhá. Đấy, sử dụng điện 12V DC cũng được. Em này là hàng nội địa. Nếu sử dụng điện 100V hoặc điện DC là 12V này các bác. Đấy, đây 44W. Đấy, đây là thông tin này các bác nhìn thấy đằng sau không? Hai quả lỗ thông hơi này, nhìn rất là gầm mố nhá. Superwar gì á. Đấy, đẹp chưa? Quay sách này. Em mày khủng lắm các bác. Lỗ thông hơi này. Lỗ thông hơi đằng sau. Kích thước của em này là size ngang là 70 các bác nhá. Đấy, size ngang là 70. Đấy, em để trên cái bàn này còn to hơn cả cái bàn luôn. À, chiều cao thì nó khoảng tầm 25-26 á. À, đây hai volume chỉnh super bass này. Còn đây là volume tổng các bác nhá. À, CD này, cassette này, điện thoại FM này. À, laptop này. À, các bác mở FM thì quên mở cassette này vặn ra nhá. À, CD cũng vậy luôn này, xoáy ra này. Ok chưa? Đẹp lắm, đấy, nút nguồn. Rồi, em xin tiếp đoạn nhạc CD này. Play CD. Mắt đọc rất là tốt các bác nhá. Quá phê luôn. CD ok nhá các bác nhá. Hay cassette này. Xoay ra nhét vào cho em. Em sẽ tặng kèm các bác một CD, một cassette. Về chỉ chơi thôi, cassette này. Thank you.
nghe reverb luôn các bác nhá, hãy đảo qua đảo lại mình không cần phải chuyển băng luôn. Đấy, cassette ok này, chuyển sang qua FM này. Giá trị gia tăng VAT, thuế trước bạ, phí ra biển số, phí sử dụng đường bộ, phí đăng kiểm lần đầu và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Do đó so với giá xe niêm yết FM full 108 luôn các bác, rất là nhiều tính năng. Đấy các bác, em này quá là đáng chơi luôn. Đấy, AUX là cắm điện thoại TV nhá. Em này là hàng nội địa nên sử dụng điện 100V. Em Victor X70 có mức giá là 5.300.000 đồng nhá. Đã bao gồm ví ship cho các bác và tặng kèm một CD, một cassette. Đấy, bảo hành cho các bác 6 tháng luôn. Quá là uy tín, quá là mới luôn. Rồi tiếp tục sang mã số 7. Vâng, mã số 7 tiếp tục là một em Panasonic BMX100 nhá các bác nhá. Em này là thuộc dạng dòng cao, rất là đẹp luôn. Loa đen bóng piano này các bác. Em này thì đã bán rất là nhiều rồi. Đấy, cục rất là đẹp luôn. Thì có hai volume tinh chỉnh bass chép này. Volume các bác nhá. Em này thì chạy các chức năng là CD, USB, điện thoại TV và có kết nối Bluetooth các bác nhá. Đấy, dâu Bluetooth này. FM là full 108 các bác. Về kèm cả khiển zin luôn. Đấy, loa bóng piano. Đấy, quay em sẽ quay chi tiết cho các bác luôn. Ekang còn rất là đẹp. Rất là đẹp, rất là mới luôn. Loa Bowie, loa bass thì được trang bị loa bass 14 nhá các bác nhá. Loa mid và loa chép này. Đấy, đèn bóng piano. Em này thì nghe hay bài đẹp. Loa bóng piano thì trông rất là sang, nhìn rất là sang và đẹp các bác nhá. Em này thì không có ghi công suất mà nó là 3 ohm. 3 ohm thì cái ohm 3 rất là hiếm. Đánh tiếng rất là bay này. Như các bác thấy thì cái lô thông hơi rất là lực luôn nhá. To này. Chạm là xoáy này nhá. Em này thì nhỏ gọn, đánh rất là lực luôn. Kích thước của em này là xoay ngang là 55 nhá. Đấy, chiều cao là 25, chiều sâu là 25 luôn. Đấy, đây. Quay chi tiết luôn. Em này còn quá đẹp luôn. Hàng tuyển chọn. Các bác có thể nghe trong phòng 25-30m2 vô tư nhá các bác nhá. 25-30m vô tư luôn. Em này thì cho tiếng chi tiết và tiếng bass rất là khỏe. Nếu mà dòng cùng size này thì không còn nào ăn lại được BMX100 các bác. Em xin tép một đoạn nhạc CD. Rồi, các bác cùng kiểm âm nhé. Như các bác thấy thì âm thanh của nó rất là trong trẻo nhá. Đấy, chuyển kênh này, Bluetooth này. FM là full 108 nhá các bác nhá. Đấy, bắt full FM Việt Nam luôn. Kết nối Bluetooth này. Đấy, các bác giữ nút này cho em này, giữ nút Bluetooth thì nó sẽ hiển thị lên chữ wiring. Đấy, kết nối. Vâng, tên của em nó là PMX100 các bác nhá. Em tép một đoạn nhạc rumba các bác này, cùng kiểm âm nhá. Bass rất là mạnh mẽ luôn. Đấy, các bác mà muốn thẩm âm bass thì các bác có thể đeo tai nghe hoặc là nghe trên bộ dàn của mình. Tức ngực.
Vâng, như con thấy thì âm thanh rất là mạnh mẽ nhé. Với em Panasonic BMX100, thân hình nhỏ gọn nhưng mà cho một sức mạnh rất là lớn. Em này thì các bác có thể nghe phòng trên dưới 30m2 ok nhé. Em này thì có mức giá là 7.200.000 đồng. Đã bao gồm ví ship và tặng kèm một CD cho các bác nhé. Và cũng bảo hành cho bác 6 tháng luôn. Nhà bác nào mà phòng nhỏ gọn, phòng nhỏ thì chơi em này thì rất là ok luôn. Rồi tiếp tục sang mã số 8. Vâng, mã số 8 là em trùng cuối ngày hôm nay là em dàn đại Kenwood 5i các bác nhá. Em này thì còn quá là đẹp luôn. Đấy, đây, em sẽ quay chi tiết. Thớt đầu tiên là thớt CD, thớt FM, Equa, âm ly và thớt cassette cho các bác nhá. Đấy, em này thì có 100W một loa, nguyên một bộ là 200W. Đấy, xay ngang của em nó là xay ngang là 1m nhá. Xay ngang 1m, chiều cao là 56. Em này còn quá là mới. Như các bác đây, thông số kỹ thuật của nó đây, Kenwood 5G còn mới lắm các bác. Keng chưa? Thì như các bác thấy thì cái tuyến loa này, cái kiềng loa còn sáng choang. Đấy, nhìn thấy không? Sáng choang luôn. Em nó thì sở hữu một loa bass 25, loa mid này thì bằng mid 10, chép là chép 3 cm các bác nhá. Lỗ thông hơi rất là lớn, loa thì màu vân gỗ cánh gián này. Em màu đen bóng luôn. Đẹp chưa các bác? Em này thì trưng bày phòng khách thì đánh rất là lực luôn nha các bác nhá. Ngang 1m cơ mà, em này khá là nặng. Em này là hàng nội địa, sử dụng điện 100V các bác nhá. Em sẽ test chức năng CD trước này. CD thì các bác chuyển kênh sang CD giúp em. Bài này các bác. Đánh rất là lực luôn các bác nhá. Kenwood 5i. CD ok này các bác. Nghe nhạc cassette nhá. Cassette thì các bác chuyển kênh xuống cassette này giúp em. Đấy, trong này con bỏ sẵn đĩa rồi đây, sẵn băng cassette này. Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Đảo chiều ngược lại các bác. Lệ nhòa đêm mơ trông đợi người về lâu khu nên từ đó. Đấy, cassette đọc ok nhá, đọc sang cassette 3 AA này. Đấy, trong này cũng có đĩa rồi này. Nhạc disco các bác nhé. Đấy, nhạc disco. Ok, cassette ok cho các nhá. Các bác nghe nhạc điện thoại TV này, ấn sang AUX để giúp em. Đấy là kết nối đằng sau có cổng điện thoại TV nhá.
Vâng, như có thấy thì âm thanh của nó quá là mạnh mẽ luôn. Em Kenwood làm gì? Có mức giá là 11 triệu coi nhé. 11 triệu đã bao gồm phí ship và tặng kèm một CD và cassette các bác nhé. Các bác yêu từ ma 1 đến ma 8 thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em 0967874679 hoặc kết bạn Zalo để tư vấn thêm. Rồi em xin dừng video clip ở đây.